người thành phố Hồ Chí Minh tràn về Bình Dương mua nhà. Báo cáo mới công bố của Savills cho thấy người mua thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương trong 6 tháng đầu năm nay. Theo mô hình của Savills, căn hộ dưới 3 tỷ đồng được xem là bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp khả năng chi trả của đại đa số người dân. Tuy nhiên, nguồn cung này đang ngày càng hạn chế, chỉ chiếm 18% nguồn cung sơ cấp nửa đầu năm và chủ yếu nằm cách trung tâm thành phố trên 10 km. Đáng nói, chưa đến 5% nguồn cung trong 3 năm tới có giá dưới 3 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đơn vị này cho biết đã có sự dịch chuyển nguồn cầu ra các khu vực lân cận. Sự dịch chuyển của người mua nhà. Thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy người mua căn hộ ở Bình Dương chủ yếu đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn có nhà ở giá rẻ và có thể kết nối thuận tiện đến thành phố Hồ Chí Minh, bà Giang Huỳnh, Giám đốc nghiên cứu và S22M tại Savills Việt Nam chia sẻ. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Savills ghi nhận người mua thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương. Đặc biệt, phần lớn trong đó là nhu cầu mua ở thực với các căn hộ diện tích vừa phải, giá trên dưới 30 triệu đồng một mét vuông. Báo cáo của DKRA cũng cho thấy Bình Dương đóng góp gần 40% nguồn cung căn hộ sơ cấp cho khu vực phía Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Giá bán thấp nhất là 31 triệu đồng một mét vuông, cao nhất 59 triệu đồng một mét vuông, trong đó giao dịch tập trung ở những sản phẩm trong tầm giá 30-35 triệu đồng, M2. Phần lớn ở các dự án đã hoàn thiện pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, DKRA cho biết. Mặc dù hiện tại, thị trường thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những căn hộ cũ đã bàn giao nhiều năm với giá dưới 2 tỷ đồng. Theo bà Giang Huỳnh, người mua còn quan tâm đến tiến độ thanh toán. Nếu chọn căn hộ cũ dưới 2 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, người mua phải trả hết một lần, đòi hỏi số tiền tích lũy lớn hoặc vay ngân hàng với lãi suất khá cao. Còn với căn hộ sơ cấp, người mua được thanh toán theo tiến độ kéo dài. Nhiều dự án còn có chính sách thanh toán rất ưu đãi, nhưng nguồn cung mới giá bình dân chỉ tập trung ở Bình Dương, bà phân tích. Trong khi đó, với người mua đầu tư, Bình Dương cũng là một lựa chọn phù hợp khi có những nguồn cung chất lượng do các chủ đầu tư nước ngoài triển khai nhưng giá bán chỉ dao động phổ biến trong khoảng 40-50 triệu đồng, M2. Gần đây, chúng tôi nhận thấy người mua căn hộ ở Bình Dương chủ yếu đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn có nhà ở giá rẻ và kết nối thuận tiện đến thành phố Hồ Chí Minh. Bà Giang Huỳnh, Giám đốc nghiên cứu và S22M tại Savills Việt Nam. Người mua thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương và phần lớn là nhu cầu mua ở thực. Thực tế, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc kinh doanh tiếp thị tại Phú Đông Group cho biết tại một dự án ở thành phố Dĩ An, Bình Dương mà doanh nghiệp sắp bàn giao vào quý 4 năm 2024, giỏ hàng sơ cấp còn rất ít. Mỗi tuần bình quân chốt được 5 căn, có những tuần lên đến 10 căn, đại đa số người mua làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, bà nhấn mạnh. Ông Nguyễn Thành Hiếu, Giám đốc kinh doanh Vạn Xuân Group cũng ghi nhận xu hướng ly tâm khi người mua xem xét đến việc đi xa hơn để chọn được các sản phẩm phù hợp với túi tiền, với mục tiêu là các căn hộ có giá trên dưới 2,5 tỷ đồng. Chiếm tỷ lệ cao nhất là người trẻ mới lập gia đình hoặc dự định lập gia đình, ưu tiên các yếu tố như tiện ích, giá bán, không phân biệt đó là sản phẩm sơ cấp hay thứ cấp. Các dự án ở khu vực có kết nối giao thông thuận lợi. Tương lai có thêm đường lớn hoặc mở rộng trục giao thông chính kết nối thành phố Hồ Chí Minh, tuyến metro, vành đai, cao tốc là ưu thế, ông Hiếu nhìn nhận. Chủ đầu tư tìm kiếm quỹ đất Bình Dương. Theo thống kê của Savills, Bình Dương và Đồng Nai có thể đóng góp gần 24.000 căn hộ bình dân mới trong 3 năm tới, trong khi thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể trông chờ vào các dự án tương lai ở Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè. Bà Giang Huỳnh cho biết từ các năm trước, khi quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu mở rộng tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận và đang triển khai các dự án lớn. Với Vạn Xuân Group, ông Nguyễn Thành Hiếu tiết lộ doanh nghiệp đã tập hợp nhiều quỹ đất để chuẩn bị triển khai trong thời gian tới, trong đó phần lớn tập trung các khu vực quận 12, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh và một vài quỹ đất liền kề thành phố Hồ Chí Minh như Thuận An, Bình Dương. Cùng với đó,
Vạn Xuân Group cũng tiếp tục đầu tư thêm một số quỹ đất khác tại các khu vực tiệm cận thành phố Hồ Chí Minh nhằm đón đầu làn sóng ly tâm sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới cùng với tốc độ phát triển của hạ tầng, giao thông kết nối liên vùng, ông Hiếu chia sẻ. Từ cuối năm ngoái, một loạt dự án căn hộ đã được khởi công tại Bình Dương, trong khi nhiều chủ đầu tư vẫn đang tìm kiếm quỹ đất mới ở địa phương này. Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông cũng cho biết sắp tới sẽ tiếp tục mở bán chính thức một dự án khác ở Dĩ An, Bình Dương, đồng thời tìm kiếm quỹ đất và triển khai thủ tục pháp lý với mục tiêu đầu tư thêm một, hai dự án mới. Chúng tôi tập trung tìm kiếm ở khu vực phía Nam bao gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, với chiến lược vẫn nhắm đến tệp khách trung cấp và bình dân, ông Phúc nói thêm. Theo dự báo của DKRA, thị trường căn hộ phía Nam có thể sẽ tiếp tục có những hồi phục nhất định về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ trong quý 3 này. Nguồn cung mới ước tính khoảng 2.500-3.500 căn, tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại thị trường các tỉnh giáp tranh, báo cáo của DKRA cho biết.